Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Sau phát súng đầu tiên khởi động cho cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khởi động quá trình áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong ngày 10 tháng 7 vừa qua. Sau nhiều tháng trì hoãn, ngày 12 tháng 7, chính phủ Anh đã chính thức công bố sách trắng Brexit. Nội dung cụ thể của sách trắng Brexit bao gồm các đề xuất chính, thể hiện lập trường đàm phán của chính phủ Anh. Anh sẽ duy trì một bộ quy định chung với tất cả hàng hóa trong thương mại với EU, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp. Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm ngoại trưởng mới và bổ nhiệm nghị sĩ Dominic Raab làm bộ trưởng phụ trách việc Anh và EU sau khi ông David Davis và ông Boris Johnson từ chức do bất đồng ý kiến với Thủ tướng May về những đề xuất Brexit mới. Ngày 12 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro từ mức 2,3% xuống 2,1% trong năm nay, với lời giải thích rằng căng thẳng thương mại gần đây với Mỹ cùng với việc giá dầu tăng đang đẩy lạm phát tăng cao. Ngày 10 tháng 7, chính phủ Argentina ban hành một sắc lệnh cắt giảm chi tiêu công, ngừng tuyển dụng nhân sự cho các cơ quan nhà nước nhằm tiết kiệm hơn 860 triệu đô la Mỹ ngân sách. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 ở Bruxelles, Bỉ, lãnh đạo 12 nước thành viên đã bàn thảo nhiều vấn đề, trong đó có việc tăng chi tiêu và chia sẻ gánh nặng tài chính giữa các thành viên. Cuối tháng 6 vừa qua, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai hiệp định, một về thương mại và một về đầu tư. Ngày 26 tháng 6, hai bên công bố chính thức hoàn tất việc rà soát pháp lý đối với hiệp định thương mại. Tuy nhiên, với hiệp định bảo hộ đầu tư còn có tên là IPA, hai bên mới chính thức kết thúc những thảo luận ban đầu. Những tiến bộ mới về EVFTA sẽ là chủ đề trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được tuyên bố đã kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý vào ngày 25 tháng 6 năm 2018 sau cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu Cecilia Malmström tại Bỉ. Tuy nhiên, với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, nay có tên là IPA, được tách ra từ EVFTA trước đây, hai bên mới chỉ kết thúc những thảo luận ban đầu. Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành biên dịch văn kiện Hiệp định Thương mại sang 22 ngôn ngữ chính thức của EU và khởi động quá trình rà soát pháp lý đối với văn kiện IPA, mở đường cho việc ký kết và hoàn tất cả hai hiệp định này. Việc ký kết được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2018 và phê chuẩn vào đầu năm 2019 để chính thức có hiệu lực. Với những người từ hơn 2 năm nay chờ đợi một bước tiến thêm trong quá trình bắc cây cầu thông thương giữa Việt Nam với siêu thị trường Liên minh châu Âu, thì đây là thông tin rất tích cực. Cuối cùng thì hiệp định vốn đã hoàn tất đàm phán từ cuối năm 2015 này đã đi thêm được một bước. Về nguyên tắc chỉ là kỹ thuật thôi, nhằm soát xét những lỗi còn sót, làm rõ những từ ngữ còn mơ hồ, nhưng không thể thiếu trên con đường đi tới việc ký kết. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sau Singapore và đứng trên Malaysia. Và với Hiệp định EVFTA và IPA, quan hệ giữa hai khu vực sẽ ngày càng phát triển. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội và thách thức đối với EVFTA, mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ Oliver Massman, Tổng Giám đốc Công ty Luật Duan Morris Việt Nam. Ông cũng là cố vấn luật pháp lý cho Quốc hội Việt Nam trong quá trình đàm phán EVFTA suốt nhiều năm qua. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi rất là vui đến được hôm nay. Thưa ông, Việt Nam và EU đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU cũng như thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ông đánh giá thế nào về bối cảnh của việc hoàn tất này, có gì đặc biệt? Việc rà soát thỏa thuận EVFTA về mặt pháp lý đã hoàn thành trong bối cảnh EU tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Giao dịch hai chiều đã tăng gấp 12 lần, từ mức 4,1 tỷ đô la Mỹ năm 2000 lên hơn 50,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017.
Ngoài ra, GDP của Việt Nam trong năm 2017 đạt 6,81%, mức kỷ lục trong 10 năm qua. Những tiến bộ về mặt kinh tế gần đây của Việt Nam cùng với việc tiếp cận tốt hơn các thị trường EU là một trong những lý do cơ bản mà cả hai bên đều muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thỏa thuận. Tại sao EU lại muốn chia tách EVFTA và IPA thành hai thỏa thuận riêng biệt thưa ông? Lý do là bởi sự thay đổi trong các thủ tục phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do của EU. Cụ thể, theo ý kiến của Tòa án Công lý Châu Âu về FTA giữa EU và Singapore, Liên minh Châu Âu sẽ có thẩm quyền độc quyền đối với chính sách thương mại chung, trong khi các vấn đề liên quan đến đầu tư không phải là vốn trực tiếp nước ngoài. Đồng thời, thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư với chính phủ sẽ được chia sẻ giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Do đó, để thu được lợi ích của EVFTA sớm nhất có thể, các điều khoản liên quan đến thương mại trong EVFTA sẽ được tiến hành trước trong thời gian chờ xử lý IPA, cũng như sự phê chuẩn từ Quốc hội của các nước thành viên, vốn mất rất nhiều thời gian hơn và khó có thể ước tính thời hạn kết thúc cho việc này. Ông có thể giải thích rõ hơn về thỏa thuận IPA? EU và Việt Nam vừa kết thúc các cuộc thảo luận ban đầu, chứ không phải là hoàn thiện văn bản cuối cùng. Tuy nhiên, nội dung cơ bản của IPA vẫn sẽ là cơ chế ISDS. Trong các tranh chấp liên quan đến đầu tư, ví dụ tước quyền không bồi thường, phân biệt đối xử đầu tư giữa nhà đầu tư và chính phủ của nước chủ nhà đầu tư được phép đưa tranh chấp lên tòa án đầu tư để giải quyết. Phán quyết trọng tài cuối cùng là ràng buộc và cần phải được thi hành. Các tòa án địa phương sẽ không được phép đưa ra thắc mắc về tính hợp lệ của nó. Đây là một lợi thế cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối cảnh tỷ lệ các phán quyết trọng tài nước ngoài bị hủy bỏ ở Việt Nam vẫn còn tương đối cao vì những lý do khác nhau. Và tôi cũng đã được Quốc hội Việt Nam mời đến để đưa ra những ý kiến về điều khoản này. Thì theo quan điểm của tôi, điều này sẽ tạo ra mức độ bảo đảm về mặt pháp lý cao nhất cho các nhà đầu tư vào Việt Nam. Và trong lĩnh vực thương mại, ngay cả nước Đức cũng không có được tiêu chuẩn này. Thỏa thuận EVFTA sẽ tác động thế nào đến các doanh nghiệp Việt Nam thưa ông? Dĩ nhiên là sự thay đổi sẽ rất đáng kể. Hầu như tất cả các mức thuế quan sẽ thay đổi. Đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào EU, khoảng 99% các loại thuế quan sẽ được loại bỏ. Như các bạn cũng biết, Việt Nam hiện tại là quốc gia xuất khẩu may mặc lớn nhất thế giới, và đối với loại mặt hàng này, EVFTA sẽ đem đến một sự thay đổi to lớn. EVFTA sẽ nâng tầm Việt Nam và tạo nên một sự tăng trưởng lớn đối với GDP. Bởi vậy, theo tôi, đây sẽ là một điều rất tốt cho Việt Nam, là cơ hội để hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên EU với mức giá cạnh tranh hơn. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, xuất khẩu của Việt Nam vào EU có thể tăng 16 tỷ trong 2 năm đầu tiên và đạt từ 75 đến 76 tỷ vào năm 2018. Thỏa thuận này cũng đem lại nhiều lợi ích cho EU, giúp gia tăng 34,4 tỷ đô la Mỹ doanh thu vào khu vực này về dài hạn. Bởi vậy, có thể nói, đây là một thỏa thuận đem về lợi ích cho cả hai bên. Vậy còn những thách thức thì sao thưa ông? Dĩ nhiên là sẽ có những thử thách, bởi các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh lớn hơn ở những lĩnh vực mà các doanh nghiệp EU được phép tiếp cận với thị trường Việt Nam. Ngoài ra, một vấn đề lớn dành cho các doanh nghiệp Việt Nam mà tôi muốn đề cập đến, đó là không giống như các doanh nghiệp EU, các công ty Việt Nam không có nhiều chuỗi giá trị trong nước. Và điều họ cần làm là bắt đầu ngay bây giờ, và những việc họ phải làm là mua máy móc mới, tạo ra chuỗi giá trị trong nước, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn của việc các công ty EU tiếp cận vào thị trường Việt Nam.
Thêm một bước tiến hướng đến hiện thực hóa hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp và người dân hai nước đã cảm nhận được những lợi ích như thế nào và đâu là những rào cản còn lại? Mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp sau đây. Trong hiệp định thương mại EVFTA, EU cam kết sẽ xóa bỏ gần như toàn bộ các dòng thuế trên 99% đối với hàng hóa Việt Nam theo lộ trình cụ thể. Trong đó có khoảng 85% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. Ví dụ, phần lớn mặt hàng rau củ và các sản phẩm từ gốm, sứ, thủy tinh của Việt Nam sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay. Bên cạnh đó, một số mặt hàng thế mạnh khác của Việt Nam như dệt may, giày dép, thủy sản sẽ được xóa bỏ thuế quan theo lộ trình 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này là một cơ hội to lớn dành cho các nhà xuất khẩu châu Âu. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Á, một thị trường có tiềm năng đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của EU. Việt Nam là một dẫn chứng tốt về một quốc gia đang phát triển, nắm bắt được các cơ hội của một nền thương mại mở toàn cầu, đi đôi với các cam kết rõ ràng về sự tôn trọng nhân quyền và tuân thủ các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Thông qua hiệp định này, các doanh nghiệp EU cũng sẽ được phép tham gia đấu thầu trong các hợp đồng mua sắm công của một số cơ quan và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Về phía Việt Nam, 65 các dòng thuế nhập khẩu từ EU vào Việt Nam sẽ được xóa bỏ ngay vào thời điểm hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Phần lớn các dòng thuế còn lại sẽ được dần xóa bỏ theo lộ trình 10 năm, trong đó có các dòng sản phẩm là thế mạnh của EU như ô tô, phụ tùng, rượu vang. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ hầu hết các loại thuế xuất khẩu với hàng hóa xuất khẩu sang EU và cam kết không tăng thuế đối với các sản phẩm còn lại. Tuy nhiên, đồng thời với việc đem lại những cơ hội kinh tế quan trọng, Hiệp định Thương mại EVFTA cũng đặt ra một số thách thức cho các bên liên quan. Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với chúng tôi khi thực hiện hoạt động thương mại với Việt Nam là khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có cơ hội tới Việt Nam, tìm hiểu về nhu cầu, môi trường cũng như tình hình thị trường ở đây, thì có thể rõ hơn về Việt Nam để xúc tiến hợp tác. Chúng tôi là một công ty gia đình và tại Italia, chúng tôi tìm kiếm bạn hàng chủ yếu thông qua Internet. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều buổi kết nối doanh nghiệp để có thể gặp gỡ và trao đổi với những đối tác tiềm năng về những hoạt động thương mại trong tương lai. Thách thức đối với các liên minh châu Âu thì tôi nghĩ trong lĩnh vực dịch vụ nhiều hơn là trong các cái thương mại hàng hóa. Bởi vì là thường là các lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam chúng ta thì nó hoạt động rất là kém bởi vì là cái sức cạnh tranh nó rất là yếu. Chứ còn nếu như các cái lĩnh vực về hàng hóa của các liên minh châu Âu thì nó ít khi nó không cạnh tranh nhiều so với lại các cái hàng hóa của Việt Nam của chúng ta. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái thách thức lớn đối với Việt Nam đó là cái thương mại dịch vụ. Và chúng ta nhưng mà ở đây chúng ta lại có một cái thời gian quá độ nó tương đối là dài, tức là trong khoảng 10 năm. Ở đây thì đương nhiên là những lĩnh vực nào mà rất nhạy cảm đối với Việt Nam thì chúng ta sẽ có thời gian quá độ để mà cắt giảm các cái rào cản đó dài hơn. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EVFTA cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. EVFTA chính thức kết thúc đàm phán vào ngày 1 tháng 12 năm 2015 và đến ngày 1 tháng 2 năm 2016, văn bản hiệp định đã được công bố. Đối với EVFTA, dù chưa chính thức có hiệu lực nhưng hiệp định này đã tác động tích cực đến quan hệ giữa EU và Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về điều này? Mặc dù EVFTA chưa chính thức có hiệu lực, các tác động đem lại còn hạn chế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực mà thỏa thuận này mang lại trong bối cảnh Việt Nam là đất nước duy nhất ở Đông Nam Á, bên cạnh Singapore, cũng như là thị trường đông dân thứ hai tại khu vực này. Việc đất nước bạn ký kết FTA với EU rõ ràng sẽ tăng cường tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam với Trung Quốc, bởi hiển nhiên là Trung Quốc không ký kết bất kỳ hiệp định thương mại tự do nào với EU. Đó chính là tại sao, theo ý kiến của tôi, Việt Nam đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Tôi xin được nhấn mạnh, việc chính phủ Việt Nam và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký kết EVFTA là một quyết định hết sức tuyệt vời, bởi Việt Nam đã tiến một bước gần hơn để tiếp cận thị trường thế giới.
Đồng thời, điều này còn đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, thậm chí trong 10 năm tới. Phía EU cho biết sẽ giúp đỡ Việt Nam nâng cao năng lực để có thể tận dụng một cách có hiệu quả các hiệp định FTA sau khi được ký kết và đi vào thực thi. Vậy đâu là những điểm yếu mà Việt Nam cần hoàn thiện để sẵn sàng cho EVFTA? Một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là nguồn vốn đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bạn cần sự hỗ trợ này, bước đầu tiên Việt Nam cần phải làm là tìm ra cách thức thu hút sâu rộng nguồn vốn FDI. Bước thứ hai là Việt Nam cần tạo dựng một nền móng vững chắc cho việc đầu tư FDI. Một trong những vướng mắc chính nằm ở hệ thống luật pháp của Việt Nam. Theo đó, các công ty nước ngoài không được khuyến khích xử lý bất kỳ các tranh chấp thương mại tại tòa án địa phương. Theo tôi, điều này cần phải thay đổi. Đương nhiên, các công ty nước ngoài có thể sử dụng trọng tài phân xử hoặc cơ chế giải quyết tranh chấp nhà đầu tư ISDS. Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là điều này sẽ khiến chính phủ Việt Nam tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ nếu như có một công ty nước ngoài kiện Việt Nam lên ISDS. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam lại có nguồn lực hạn chế, thế nên bất kỳ khoản chi nào dành cho ISDS đều phí phạm. Do đó, theo tôi, Việt Nam cần cải cách hệ thống tòa án địa phương theo hướng dễ đoán hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa quen với EVFTA. Để tận dụng đầy đủ các thỏa thuận, Việt Nam cần tiến hành một số khóa đào tạo và hội thảo để họ nhận thức được lợi ích của EVFTA và cách sử dụng thỏa thuận cho doanh nghiệp của mình. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần nâng cao chất lượng quản lý, kỹ năng lực lượng lao động, khả năng cạnh tranh để tồn tại ở thị trường nội địa trước làn sóng đầu tư của EU. Ông dự đoán thế nào về thời điểm chính thức mà EVFTA có hiệu lực? EVFTA dự kiến sẽ được ký trong năm nay và được phê chuẩn vào đầu năm 2019, cũng như sẽ có hiệu lực cùng năm 2019. Do đó, Việt Nam có thể gặt hái được nhiều lợi ích từ EVFTA trong giai đoạn cuối năm 2019, đầu năm 2020. Việc EVFTA đi vào hiệu lực đã bị trì hoãn 2-3 lần. Ông có thể giải thích lý do vì sao? Nguyên nhân là do vấn đề kỹ thuật. EU không quen thuộc với chế độ pháp quyền ở Việt Nam, mặc dù chính quyền nước bạn đã tạo điều kiện hết sức có thể cho phía EU. Tuy nhiên, do vấn đề kỹ thuật, như tôi đã giải thích trước đó, việc xác định cơ quan pháp luật Việt Nam nào có thẩm quyền đưa EVFTA chính thức đi vào hiệu lực còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phía tòa án ở EU cũng cần thống nhất về việc này, bởi đối với những hiệp định thế này, tòa án EU phải mất hàng năm trời để có thể đưa ra quyết định. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Cảm ơn em rất nhiều. Thank you very much. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Oliver Marsman đã đem đến cho quý vị một góc nhìn mới về EVFTA và IPA. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.